trước tôi nói là phụng cả hôm thì nên niệm blog có hai nhau hay làm sao có thì nên nhìn anh niệm blog thì càng cái hàng thì nếu blog hai nhau hình như là chỉ mới nó vẫn xuống giấc mà out rồi thằng này mới trong cái này thì càng cái sản lọc hàng thấy anh này out rồi thằng này á còn cái hai cái niệm blog hai nhau hình vẫn xuống giấc quá à bọn em vào cái này nó có tổng cái nhau khai chứ thì cái nó là video nãy trong đi quên là chỉ mới bay thân rồi.